mân côi để cầu cho giáo sư muôn người luôn việc nhân đồng tâm chung tay góp sức xây thánh đường là nơi kết liên muôn tâm hồn. Nguyện mẹ giúp chúng con sớm hoàn thành ước nguyện bao năm. Lạy mẹ Maria, đoàn chúng con cùng với Chú Trăng tôn cao ngôi thánh đường là nhà cha chung của chúng con. Muôn bàn tay góp sức dựng xây, muôn trái tim kết một niềm tin, xin mẹ thương theo dõi và giúp sức cho chúng con. Này mẹ Maria, con thành tâm dâng lời cầu xin, nguyện mẹ thương che chở cho đàn con hồn xác bình yên. Con xin kính mến một Chúa Trời và yêu mến tha nhân quanh mình. Nguyện mẹ thương chúng con sống trọn lời Chúa dạy.